chắc chắn là sẽ giới thiệu, bởi vì là đây là một cái cơ sở rất chi là uy tín, bởi vì là làm được, nói được và tư vấn cái gì mà mình chưa biết thì cũng có đội ngũ là tư vấn rất chi là nhiệt tình để cho mình hiểu ra những cái vấn đề đáng là mình thích, cũng như mà tư vấn là xếp xong bộ sản phẩm cho anh Đông nhá. Và bây giờ em sẽ bắt đầu lên đường và bàn giao bộ sản phẩm này đến tận nhà anh Đông. Thì mọi người hãy chờ xem cái quá trình mình đến tận nhà anh Đông như thế nào. Thì đến tận nơi thì em sẽ làm tất cả quá trình đến tận nhà anh Đông xong cho mọi người cùng xem. Và bây giờ xin mời mọi người lên đường. Đằng sau là sản phẩm. thì cơ sở bên em khi đã lắng nghe được yêu cầu của anh Đông, của cơ sở bên em đã đáp ứng luôn và nhận luôn bộ sản phẩm này. Đây là thành quả của cơ sở bên em nhé mọi người nhé. Đây đục là đục con dê theo đúng năm sinh của anh Đông. Qua đây thì em cũng xin giới thiệu luôn đến tất cả các bác là cơ sở bên em thì hiện giờ đã nhận tất cả những yêu cầu khó khăn nhất của tất cả quý hàng. Các anh chị cứ yêu cầu bất cứ sản phẩm nào, mẫu mã và quy cách làm phức tạp đến như nào của cơ sở bên em cũng xin được nhận và cố gắng làm hết sức mình. Cái nào làm được thì bên em sẽ nhận, và không làm được thì bên em sẽ chia sẻ một cách đúng đắn nhất cho mọi người biết được là tại sao làm được, và cơ sở bên em sẽ phục vụ mọi người một cách tốt nhất. Thì rất mong mọi người xem được video này, thì mọi người hãy comment ở phía dưới những cái gì cơ sở bên em chưa phục vụ được và mọi người chưa đáp ứng được cho tất cả quý khách hàng, thì mọi người hãy đăng ký kênh và chia sẻ comment ở phía dưới này để cơ sở bên em có thể hoàn thiện bản thân mình để phục vụ cho quý khách được tốt hơn. Ví dụ như cái bách của anh Đông như thế này rất là đẹp. Đây, và bộ sản phẩm của anh Đông thì em xin giới thiệu qua cho tất cả bác nào mà chưa xem bộ sản phẩm này, thì em xin giới thiệu qua là bộ sản phẩm Neo Bảo Đỉnh.
cột là 12, là con giá kích thước của con 14, chân là chân 14. Và khuôn tranh thì tất cả cơ sở bên em là dày 5 phân, đục 2 mặt. Đây mọi người để nhìn đây cái bảng đây. Đục 2 mặt, đấy, rất là đẹp, cây con cả mặt trên, cả mặt dưới bằng te 100%. Vách thượng lưng cũng được bằng te. Phần dưới này cũng được đục bằng te. Phần te nghe nguyên con này cũng được đục bằng te luôn nhé anh chị nhá. Và ở dưới này là phần chân, phần yếm đều được đục máy và sửa bằng te nhé mọi người nhá. Khuôn tranh làm dày tất cả là 5 phân. Ván là dày 2 phân. Chương liền, tay liền, tất cả đều liền toàn bộ. Vách đỡ lưng thì là vách dày tận 5 phân đục 2 mặt. Đấy rất là đẹp. Đấy thì em đã giới thiệu chi tiết ở một video khác rồi. Thì mọi người muốn xem chi tiết thì có thể vào đường link phía dưới. Bên em sẽ đặt cái video khác để cho mọi người có thể xem chi tiết hơn. Vâng, và bây giờ mình đã bàn giao xong món hàng rồi. Và bây giờ đang ngồi uống nước ở nhà anh Đông. Thì qua đây thì cũng rất cảm ơn anh Đông vì đã có cái ý tưởng là làm cái vách theo đúng là năm sinh của tất cả các khách hàng. Thì mọi người rất là mong muốn điều này. Thì cơ sở bên em sẽ xin nhận lại tất cả những cái ý kiến đóng góp, và đặc biệt ý tưởng rất là hay của anh Đông đã góp ý cơ sở bên em để phục vụ khách hàng tốt hơn. Qua đây thì em xin hỏi xin vài chia sẻ của anh Đông về cái quá trình anh Đông đến cơ sở bên em thì nó sẽ như thế nào. Thì em trái rồi, em xin phép được hỏi anh là trong quá trình anh biết cơ sở bên em qua phương tiện Facebook, YouTube hay là qua anh có người giới thiệu? Đầu tiên thì là cũng xem là trên mạng, nhưng mà mình thực tế là đi xuống là khu gì đấy thì mình vào một số cơ sở để đặt thì thách thử họ theo cái năm sinh của mình đấy. Điều quan trọng đó là nếu như mà sau này ấy, mà có cơ hội mà để đặt một quần lễ nữa thì sẽ đặt một quần lễ như thế này là em sẽ cố gắng là sẽ tất cả những mong muốn của anh đều sẽ được lắng nghe, và bọn em sẽ cố gắng hết sức để có thể làm được những sản phẩm đẹp, và đặc biệt nữa là để cho quá trình mình sử dụng ấy, quá trình gia đình mình làm ấy, thì để cho dùng được lâu và không có vấn đề xảy ra, để cho khách hàng mình có thể nhận được giá trị lâu nhất và đẹp nhất. Thì trong quá trình giao hàng và đặt hàng thì anh thấy đội ngũ nhân viên bên em và mọi người biết đón anh thì làm, anh có thể chia sẻ qua cho mọi người biết không? Nói chung là cảm thấy là được rất hài lòng, bởi vì là cũng được tư vấn nhiệt tình và đội ngũ gọi là khênh người vận chuyển, nên nói chung là tất cả mọi người cảm thấy rất chia sẻ. Nếu là xong quá trình thì sẽ và giới thiệu cho anh em bạn bè, nhất là cơ sở là rất là uy tín. Xin cảm ơn các anh em. Vâng, thôi thì đấy em đang nhầm hỏi là nếu mà có ai đấy mà muốn yêu cầu anh giới thiệu cơ sở bên em thì anh có giới thiệu cơ sở bên em chắc chắn là sẽ giới thiệu, bởi vì là đây là một cái cơ sở là rất là uy tín, bởi vì làm được, nói được và tư vấn cái gì mà mình chưa biết thì cũng có đủ là tư vấn, rất là nhiệt tình để cho mình hiểu ra cái vấn đề đáng là mình thích, cũng như mà tư vấn là và đấy quan trọng nhất là cái giá trị mà khách hàng nhận được mới là quan trọng cái cuối cùng, chứ còn nếu mà làm đúng ý khách hàng nhiều lúc thì cũng vẫn phải tư vấn cho nó chuẩn xác anh ạ, thì nhiều lúc là nó mới có thể nhận được giá trị nó chính xác. So với hôm mà xuống đấy thì là nó được tư vấn rất chi là nhiệt tình, và đó là anh lên làm như thế này thì nó sẽ tốt hơn. Thế thì sau khi cũng lắng nghe, thế nhưng mà cũng về vẫn phải đi tìm hiểu một chỗ, một số chỗ khác nữa, chỗ khác cũng còn nói thế, nhưng mà cũng là cơ sở là rất là nhiệt tình, nói những cái gì mà khách hàng mà chưa biết thì nói ra để cho hiểu chứ không. Nhưng mà đến bây giờ như thế này là rất là tự tin, rất là anh hài lòng với bộ sản phẩm của mình. Rồi, ok, em cảm ơn anh nhé. Thì thôi em xin cảm ơn anh và chúc anh và gia đình thì một năm là mạnh khỏe trước tiên, sau là hạnh phúc thì công việc và trôi chảy. Đấy, còn em xin cảm ơn anh, thì em cũng xin phép là gặp lại anh ở lần gần nhất để có thể sắm cho nhà mình những cái sản phẩm nội thất tốt hơn và những người thân, những bạn gia đình mình. Đấy, và qua đây thì em cũng xin giới thiệu luôn là ngoài những quà tặng cơ sở bên em đang chia khách hàng thì bên em còn có những gói quà tặng cho bên khách hàng, tức là bên em có một cái voucher, cho em gửi đây một cái voucher là
khách hàng khi mua bất cứ sản phẩm nào mới, ví dụ giá trị 100 triệu thì cơ sở bên em sẽ tặng cho bên anh là thẻ giảm giá trị giá 5 triệu đồng. Đấy, và dưới 50 triệu thì cơ sở bên em sẽ, trên 50 triệu thì cơ sở bên em sẽ tặng 2 triệu đồng. Và dưới 20 triệu thì cơ sở bên em sẽ tặng 1 triệu đồng cho khách hàng quen. Thì để tri ân lại những cái sự tin tưởng, sự tín nhiệm của khách hàng đến cơ sở bên em. Còn cuối cùng cũng xin cảm ơn và biết ơn anh và gia đình. Và cảm ơn anh. Và bây giờ thì em cũng xin cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm lắng nghe video của em trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào.